Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo, đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường. Chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên sỏi đá. Chỗ có ít đất, nó liền mọc lên vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt. Và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Ai có tai thì hãy nghe. Các môn đệ đến gần thưa người rằng: Tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp lại: Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có thì ban thêm cho họ được dư dật, còn kẻ không có thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói về họ rằng: Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì, vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại. Kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và ta lại chữa chúng cho lành. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy, mong ước nghe điều các con nghe mà không được nghe. Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống. Kẻ nào nghe lời giảng về nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó. Đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó. Đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại gian nan xảy đến vì lời Chúa thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời giảng nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, nếu như một ai đó hỏi với bạn rằng Thiên Chúa của bạn tin là ai? Ngài như thế nào? Chắc chắn tất cả chúng ta đều phải dựa vào lời của Thánh Gioan Tông Đồ để khẳng định rằng
Thiên Chúa mà tôi tin đó là Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Quả vậy, vì Ngài là tình yêu nên Ngài đã trao ban cho nhân loại người con duy nhất của Ngài đến ở với con người, phục vụ con người và sau cùng là hy sinh mạng sống để giải thoát con người khỏi sự chết đời đời. Hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ 15 thường niên và phục vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay cũng gợi lên cho chúng ta thấy một vị Thiên Chúa tình yêu là như thế nào. Ngài yêu thương con người bằng cách trao ban ân sủng và sự tốt lành của Ngài cho con người một cách vô vị lợi. Bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah đã cho chúng ta thấy điều đó. Ân sủng và tình thương của Chúa ban cho con người được ví như mưa tuyết rơi xuống. Chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mập, cho người gieo có hạt, cho người ta có cơm bánh ăn. Trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Thánh Matthew cũng gợi lên cho chúng ta thấy một Thiên Chúa là tình yêu như thế nào. Qua hình ảnh người gieo giống. Này đây có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường. Chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất. Nó liền mọc lên vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt. Và vì không đâm rễ sâu nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Ai có tai thì hãy nghe. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa yêu thương con người, Ngài trao ban ân sủng, sự thánh thiện, tốt lành của Ngài cho con người một cách vô bến bờ là vậy. Ngài không chọn lựa đối tượng để yêu và trao ban ân sủng, bất kể họ là ai mà chúng ta vừa nghe tin mừng nói tới. Có thể những con người đó là những người khô khan, là những người tội lỗi, là những người ích kỷ hẹp hòi. Và chúng ta có thể nói rõ hơn, có thể họ là những người xấu, người không thánh thiện. Nhưng tất cả đều được nhận ân sủng và tình thương của Thiên Chúa. Điều này cũng được Đức Thánh Cha Francisco nói đến trong bài huấn dụ trưa Chúa Nhật ngày 7 tháng 6 năm 2020. Đức Thánh Cha quả quyết, Thiên Chúa tạo dựng thế giới tốt đẹp, nhưng sau tội lỗi, thế giới bị đánh dấu bởi sự dữ và hư hoại. Chúng ta, những người nam nữ, là những tội nhân. Do đó, Thiên Chúa có thể đến để phán xét thế giới, để tiêu diệt sự ác và trừng phạt tội nhân. Nhưng ngược lại, Ngài yêu thế gian, bất chấp tội lỗi của họ. Thiên Chúa yêu thương mỗi chúng ta, ngay cả khi chúng ta sai lầm và xa rời Thiên Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, qua những gì Chúa nói với chúng ta trong ngày Chúa Nhật hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta, thứ nhất, mỗi người hãy mở lòng ra để đón nhận ân sủng và tình thương của Chúa. Quả vậy, Chúa hằng luôn trao ban ân sủng tình thương của Ngài cho chúng ta mỗi ngày. Nhưng chúng ta có đón nhận hay không còn tùy thuộc vào sự tự do, lòng khao khát của mỗi người. Nói như Thánh Augustino, Thiên Chúa dựng nên con người không cần con người, nhưng để cứu chuộc con người thì Ngài cần đến sự cộng tác của con người. Vì thế, để cho ân sủng của Chúa có thể lớn lên, có thể sinh hoa kết trái trong tâm hồn mỗi người chúng ta phải cộng tác, phải có lòng khao khát. Nói như Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, không phải chỉ có tạo vật mà cả chúng ta là những kẻ hưởng ơn đầu mùa của Thánh Thần. Chúng ta cũng phải rên xiết trong khi ngóng chờ phúc lành nghĩa tử và ơn cứu độ thân xác chúng ta. Bài học thứ hai mà chúng ta có thể rút tỉa qua lời của Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay, đó chính là hãy có lòng quảng đại với anh chị em giống như Thiên Chúa. Nếu như Thiên Chúa luôn quảng đại gieo rắc ân sủng và tình thương của Ngài cho tôi và cho gia đình tôi, bất luận tôi là ai, là hạng người nào, tôi cũng hãy làm điều đó với anh chị em của mình. Hãy gieo rắc những điều tốt, điều thiện hảo vào lòng anh chị em. Có thể đó là một sự cảm thông, một nụ cười, một cái bắt tay, một ánh nhìn yêu thương, một chút tài chánh nào đó. Nếu chúng ta làm được như thế, chắc chắn không chỉ mảnh đất tâm hồn chúng ta đang trở nên tươi tốt, mà cả những hạt giống chúng ta gieo rắc từ lòng quảng đại của mình sẽ giúp cho mảnh đất tâm hồn của anh chị em bên cạnh chúng ta cũng trở nên tươi tốt và sinh hoa kết trái. Và như thế, tất cả mọi người chúng ta sẽ được sống trong bình an của Chúa. Và nhất là tất cả mọi người chúng ta cùng được chia sẻ niềm vui ơn cứu độ mà Chúa tặng ban cho mỗi người chúng ta. Cầu chúc quý ông bà, anh chị em đón nhận được nhiều ân sủng của Chúa. Xin cho tâm hồn mỗi người chúng ta biết mở rộng ra để cho ân sủng Chúa lớn lên trong lòng chúng ta. Và rồi xin Thánh Thần của Chúa cũng thôi thúc tấm lòng của mỗi người chúng ta. Để rồi với ơn Thánh Thần, chắc chắn chúng ta cũng trở nên những con người có lòng quảng đại giống như Thiên Chúa. Một Thiên Chúa tình yêu, một Thiên Chúa luôn luôn biết trao ban, một Thiên Chúa luôn luôn muốn và mong cho con người được sống trong bình an